Hello Chào quý everyone. vị, chào Welcome mừng to another đến với episode chương of Front trình Trang Page. Nhất. I'm your Tôi host, là Scott Scott Cameron Cameron Bure. Goulet. Tổng President thống Trump Trump đã đến visited thăm Alamo, Alamo, Texas Texas vào Tuesday thứ Ba and và delivered có a bài speech phát biểu tại called đó, nơi ông Peace kêu and gọi sự Calm. ôn hòa. Twitter, Twitter, Facebook, Facebook, Amazon, Amazon and other và social nhiều nền media tảng truyền thông platforms đã have đồng loạt blocked chặn Tổng President thống Trump Trump cùng các and tiếng nói conservative bảo thủ voices. khác. But instead Tuy of nhiên, suppression, cách làm của their họ đã approach thúc đẩy sự has ra spread đời the của nhiều birth nền tảng of công more nghệ cho phép platforms quyền that tự allow do for ngôn free luận hơn. speech. Có Perhaps thể we will chúng soon ta sẽ see a được chứng major kiến sự cải reshuffle tổ lớn của in the ngành truyền social thông. media industry. Đầu First up, tiên, Tổng President thống Trump Trump đã đến thị sát arrived in bức tường Alamo, biên giới Texas ở to inspect Alamo, the border Texas wall and delivered và a có bài speech phát on biểu Tuesday vào chiều thứ afternoon. ba. He Ông nhắc reiterated lại những điều what he mình đã said đề to cập với phóng reporters viên trước before khi đến coming. đây. It was Phát biểu appropriate to trước hàng speak triệu to người vào millions ngày of 6 people tháng on 1 January là 6th một việc hết and it sức was hợp not to lý và incite không hề violent kích động bạo riots. loạn. He Ông expressed bày tỏ his niềm firm tin vững belief chắc vào in the pháp luật, rule of law trật and tự order và and tôn respect trọng for việc law thực thi pháp enforcement, luật, calling for kêu gọi calmness sự and bình peace tĩnh và hòa and for bình nhằm duy maintaining trì the pháp rule quyền. of law. Ông nói bây He giờ là said, khoảng thời gian now chữa lành is nước Mỹ. time for our nation to heal. Mạng lưới Right-side truyền thông cánh hữu broadcasting thông báo, network announced Tổng that thống President Trump sẽ Trump có will bài speak phát biểu at the tại Alamo at Alamo 3 vào lúc o'clock in 3 the giờ chiều, afternoon, and nhưng more đã than có hơn 20.000 20,000 người people chờ were đợi bài already phát waiting biểu của at ông từ 12 12 noon. giờ trưa. Tiếp Next, theo, big sự kiểm tech duyệt của Big censorship Tech gây was nên phản ứng backfiring. ngược. Cựu Former thư White ký truyền House thông Nhà Press Trắng Secretary Ari Ari Fletcher Fletcher cảnh báo rằng warned that truyền Twitter thông and và other những gã tech khổng lồ giants công nghệ đã crackdown đàn áp tự do on ngôn freedom luận của of Tổng thống speech Trump of là President phản tác Trump dụng bởi is lịch sử đã counterproductive chứng minh because rằng history đó proves chỉ là hành động such cực actions đoan với mục simply tiêu mà họ radicalize hướng tới. those targeted. On Vào Monday, thứ Hai, January ngày 11th, 11 tháng Fletcher 1, said on Fletcher đã Daily cho Camera biết trên reports các báo of cáo Fox của Fox News. News, This is đây a thật sự slippery là một slope con dốc that trơn trượt leads dẫn all tất of cả us chúng ta into a đến một worse nơi place. cực kỳ tồi tệ. Censorship Việc never kiểm duyệt works. sẽ không thành Censorship công, nó doesn't không get thể xóa rid bỏ of các the ý kiến, ideas. nó chỉ Creates tạo thêm dangerous mối nguy hiểm underground. ngầm. Đó là That's điều chúng what we're ta đang seeing. chứng kiến, It won't nó end sẽ không well. có kết cục tốt đẹp. Radio Phát thanh host viên Rush Limbaugh Limbaugh đã told nói với listeners thính that giả day, rằng những we, người phái meaning bảu thủ conservatives và các phong and trào the của họ đang bị conservative kiểm movement, duyệt are nhằm being xóa bỏ censored sự out of tồn tại của existence. họ. Thực Actually, ra, this kênh front trang nhất page này channel cũng is đang also được giám under sát close chặt chẽ scrutiny trong thời gian recently. gần So, đây. Vì please vậy, subscribe to hãy our đăng ký newsletter nhận in the thư của link chúng tôi below trong to đường stay link bên connected. dưới. Fletcher Fletcher commented, đã nhận xét, "This nó ends đang in a kết thúc terrible ở một place. nơi khủng This khiếp, ends thậm in chí even trong more sự giận anger dữ và and buộc tội lẫn recrimination. nhau. If you Nếu have one bạn thuộc side về bên that đang bị this is kiểm duyệt, being done to you, nếu bạn if nhận you ra cách realize duy the nhất only có thể way giao you tiếp can là đả kích, communicate is to lash bạn sẽ out, làm như you will vậy." lash out. Ngoại Secretary of trưởng State Mike Mike Pompeo Pompeo có bài made a phát speech biểu on vào Monday tuần trước trên presented đài tiếng on nói Hoa Voice Kỳ. of America, Ông đã nhấn where mạnh he rằng emphasized truyền thông nên nói sự media thật, should be họ không telling nên the bắt truth. chước các gã khổng They should lồ not công nghệ mimic như Twitter, what some Facebook tech và giants Apple like Twitter, để kiểm Facebook duyệt and bài Apple phát are biểu và doing to đàn áp censor quyền tự speech do ngôn and luận, to suppress bởi vì freedom nó of đi ngược speech, lại với các for nguyên it tắc is ban đầu against của nước the Mỹ founding và principles các of giá trị America phổ quát and trên toàn universal thế giới. values around the world. And the Các big công ty tech công nghệ companies lớn đã involved in tham gia vào censoring việc kiểm conservative duyệt các speech phát ngôn have của already cánh hữu experienced some hiện immediate đang phải and đối mặt với một số counterproductive hậu quả tức consequences thì in và the phản last tác few dụng. days. The prices Trong of vài big ngày gần tech đây, giá stocks cổ phiếu decreased của các and công ty people này are đã giảm circulating kịch trần alternative và mọi platforms người đang to chuyển replace sang các these nền tảng popular thay thế social cho media các ông lớn giants. này. There Có is a rất list nhiều of phương tiện truyền thông alternatives thay thế that mà ở allow đó cho freedom phép of sự tự do expression. ngôn luận. If you feel fed up Nếu with quý the vị cảm thấy ever-escalating mệt mỏi với controls sự on kiểm soát speech, ngày càng leo thang về ngôn luận, 100% thì fed fedup.com là một lựa up.com has chọn thích listed hợp. for you Nền some tảng of the này cho phép alternatives sự to tự each do ngôn big tech luận mà social không media cần kiểm platform duyệt. that allow freedom of speech without censorship. The Trên website web này says cho biết, that sự with the thanh current trừng của các media phương tiện purge truyền thông hiện of nay đối conservative, với những tiếng nói bảo thủ, libertarian, tự do, độc lập independent, and đang ở mức báo non-establishment động, voices chúng tôi is nghĩ rằng now nếu in chúng high ta có gear. lựa So chọn khác we thay thought thế it cho would các be nền tảng beneficial truyền to thông list lớn some of thì the sẽ rất alternatives tốt. to each big tech social media platform. The Tin great news tốt is là sẽ there có are nhiều many lựa chọn amazing tốt hơn để options chúng ta to kết stay nối với nhau connected và to each cập nhật other tin tức. and to the news. Chúng không giống như They các aren't tập đoàn as hàng tỷ đô evolved la mà as the quý vị vốn biết, multi-billion dollar nên hầu hết corporations họ we're đều used đã to, có một but lượng most lớn người are dùng. technically sound and already have many users. Quý vị Also, you cũng may sẽ thấy find rằng that một số some of nền these tảng platforms còn cung provide cấp nhiều better tính năng tốt functionality hơn cả các than the phương tiện legacy cũ mà media quý vị you will vừa mới leave. rời bỏ. If you Nếu don't quý want vị to không use muốn sử Twitter dụng and Twitter, thì Parler and Parler và Gab Gap are good là options. lựa chọn tốt nhất. Gab Gap is đang reporting có a lượng truy huge cập ngày increase càng in tăng. traffic. Nó It đã was tăng up hơn over 750% chỉ 750% in trong just 24 24 giờ vào hours on cuối the tuần trước. move. Facebook Facebook cũng có can thể also bị be thay replaced thế by bởi MeWe MeWe, and còn CloudHub, CloudHub cũng là một which nền are tảng some truyền thông alternative thay thế. platforms. Đối Regarding với Facebook Facebook Messenger, you Messenger, may consider to bạn có replace thể it cân with nhắc thay Signal, thế nó bằng Telegram Signal, Messenger, Telegram và and phần Discord mềm software. Discord. There are Ngoài ra also còn several có một alternative số phương platforms to tiện thay replace thế YouTube, YouTube như as Rumble, Rumble, Vimeo, Vimeo, BigShot BitChute,
Đối với các trình duyệt web, có thể sử dụng Brave để thay thế. Một số người thậm chí đã yêu cầu nhà cung cấp Internet chặn truy cập vào Twitter và Facebook. Nhà cung cấp Internet North Idaho đã chặn truy cập vào Twitter và Facebook theo yêu cầu của khách hàng. Sau khi các trang web này chặn và tạm ngưng các tài khoản có đăng bài với nội dung liên quan đến Tổng thống Trump. Theo như email gửi cho khách hàng vào cuối tuần trước, họ nói rằng chúng tôi đã nhận được các cuộc gọi từ khách hàng bày tỏ lo ngại rằng họ không muốn các trang web này được phép hiển thị trên nguồn cấp dữ liệu Internet của mình và không muốn con của họ vào những trang này. Email cũng nói thêm rằng khách hàng có thể tự làm việc này, nhưng một số người không dành công nghệ để làm điều đó, nên sẽ khá vất vả và tốn kém cho chúng tôi để đến nhà khách hàng và giúp họ thực hiện việc này. Công ty này cũng nói rằng họ không đồng ý với việc Facebook, Twitter, Google và các công ty công nghệ khác tham gia vào kiểm duyệt. Công ty chúng tôi không cho rằng một trang web hoặc mạng xã hội có quyền kiểm duyệt những gì bạn xem và đăng tải và che giấu thông tin khỏi bạn, ngăn bạn xem thông tin mà bạn bè và gia đình của bạn đang đăng tải. Kế đến là Texas xem xét rời khỏi Hoa Kỳ. Vào tuần trước, dân biểu Texas Kyle Biederman đã tham dự chương trình của Newsmax với Chris Salcedo. Biederman đang dẫn đầu phong trào ly khai ở Texas, và với những gì đã xảy ra trong những tháng gần đây, nó đã khiến mọi người nhận ra về sự xâm nhập nghiêm trọng của Cộng sản vào Mỹ. Biederman muốn cứu Texas khỏi chủ nghĩa Marx. Biederman nói với Chris Salcedo rằng các nhà lập pháp Texas đã nhận được các cuộc gọi từ một số tiểu bang khác bày tỏ sự quan tâm đến việc tham gia phong trào ly khai. Họ phân tích rằng có thể các tòa án Hoa Kỳ sẽ khó phản đối việc ly khai của Texas bởi vì chủ nghĩa Cộng sản là vi phạm hiến pháp Hoa Kỳ. Biederman nói rằng Quốc hội Texas sẽ giới thiệu một dự luật mà có thể dấy lên câu hỏi liệu Texas có cần trở thành một tiểu bang độc lập hay không. Và nếu đa số người dân Texas chọn Texas độc lập, thì Thống đốc, Chủ tịch Hạ viện và các thành viên của Thượng viện tiểu bang sẽ thành lập một ủy ban để xem xét các vấn đề cần giải quyết để trở thành một quốc gia độc lập. Quá trình này có thể cần 2 năm. Trong thời gian đó, người dân Texas có thể khiếu nại nếu họ không hài lòng, và ủy ban sẽ phải xem xét tính khả thi của việc ly khai khỏi Hoa Kỳ. Nhóm của ông đã thực hiện các nghiên cứu về lĩnh vực này trong nhiều năm và cho biết việc ly khai là rất khả thi. Theo Biederman, Texas có vị thế rất độc đáo. Nó không chỉ có tinh thần độc lập, 95% đất đai thuộc sở hữu tư nhân, mà còn có tài nguyên thiên nhiên, lưới điện riêng, ngân khố riêng. Chúng tôi có rất nhiều thứ mà các bang khác không có. Biederman cho biết, chúng ta có thể nhìn vào lịch sử của Texas và hiểu rằng đó là một phản ứng hoàn toàn tự nhiên khi Texas yêu cầu ly khai khỏi liên minh. Với hoàn cảnh như vậy, Texas là một tiểu bang khác thường vì nó là bang duy nhất được sáp nhập vào Hoa Kỳ với tư cách là một quốc gia thông qua các cuộc đàm phán hòa bình. Vào đầu thế kỷ 19, Texas là một thảo nguyên hoang dã không có người ở và là một phần của Mexico. Để khuyến khích nhiều người đến mở mang nó, chính phủ Mexico đã ban hành luật thuộc địa chung và đạo luật nhập cư. Vì vậy, đã thu hút một lượng lớn di dân Mỹ đến đó định cư. Vài năm sau đó, chính phủ Mexico cấm người nước ngoài định cư ở Mexico, bãi bỏ luật thuộc địa chung, quy định quyền sở hữu đất đai chỉ dành cho công dân Mexico, thắt chặt các quy định đối với người Mỹ bản địa, buộc họ phải học tiếng Tây Ban Nha và theo đạo Công giáo La Mã. Riêng năm 1832, những người nhập cư Mỹ đã phát động một phong trào phản kháng, và ngay sau khi sắc lệnh Mexico được ban bố, một cuộc tuần hành phản đối lớn ở Texas bắt đầu, nhưng đã bị chính phủ Mexico đàn áp dữ dội. Tuy nhiên, dưới sự trấn áp của quân đội Mexico, xung đột giữa hai bên không hề thuyên giảm mà ngày càng sâu rộng hơn theo thời gian. Năm 1835, dưới sự lãnh đạo của Sam Houston, Texas chính thức tuyên bố độc lập khỏi Mexico và quân đội Mexico đóng tại Texas bị trục xuất. Chính phủ Mexico gửi quân đội đến
Và dân quân Texas bắt đầu giao tranh ác liệt tại Alamo vào năm 1835. Trận chiến kéo dài nửa tháng và kết thúc với thất bại của dân quân Texas. Quân đội Mexico rất khó khăn mới thắng được trận chiến ở Texas, nhưng đồng thời, chính phủ Mexico đã hoàn toàn mất Texas. Thay vì đập tan sự kiên cường của người dân Texas, trận Alamo hoàn toàn khuấy động họ nổi dậy. Nhiều người dân Texas đã giơ súng hét to, hãy nhớ đến Alamo và tham gia cuộc chiến chống lại Mexico cùng với các chính quyền ban đầu của Texas. Năm 1836, ở San Jacinto, người Texas đã đánh bại được quân đội Mexico với một số chiến thắng và bắt được Santa Anna, một quan chức quân sự hàng đầu của Mexico. Chính phủ Mexico buộc phải ký hiệp ước chính thức từ bỏ can thiệp của họ vào Texas. Kể từ đó, Texas giành được vị thế độc lập. Nhưng sau đó, Tổng thống Hoa Kỳ Jackson không phê chuẩn đơn xin gia nhập Hoa Kỳ của Texas vì lo sợ sự can thiệp của châu Âu và một cuộc tấn công khác từ Mexico. Năm 1837, một nghị quyết công nhận Texas được đưa ra tại Thượng viện Hoa Kỳ, nhưng Tổng thống Van Buren sau đó lại bác đơn xin thành lập Texas. Trong 8 năm tiếp theo, Texas tồn tại như một quốc gia độc lập và được Anh, Pháp, Hà Lan và Bỉ công nhận. Mặc dù Texas, the Lone Star State cuối cùng đã gia nhập Hoa Kỳ vào năm 1845, Texas tuyên bố ly khai khỏi Liên minh vào ngày 1/2/1861. Và sau 9 năm nội chiến và tái thiết, Texas hoàn toàn gia nhập lại Liên minh vào ngày 30/3/1870 và vẫn tiếp tục như vậy đến ngày hôm nay. Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Texas là nền kinh tế lớn thứ hai ở Mỹ chỉ sau California. Trong những năm gần đây, vì các lực lượng cánh tả ở California đã xâm nhập vào nhiều lĩnh vực khác nhau, các công ty lớn đã rời California và chuyển đến Texas, biến Texas trở thành tiểu bang giàu có thứ hai ở Hoa Kỳ sau California, tạo cho Texas một nền tảng kinh tế vững chắc hơn cho sự độc lập. Tiếp theo, từ khi đại dịch toàn cầu bị gây ra bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc, bắt đầu từ bây giờ, tôi sẽ gọi nó là virus Trung Cộng thay vì coronavirus. Theo nguồn tin nội bộ Trung Quốc, virus Trung Cộng đang bùng phát khắp miền Bắc Trung Quốc. Nhiều thành phố đang chuẩn bị các khu cách ly khẩn cấp. Số ca nhiễm được công bố chính thức ở Trung Quốc lại không cao. Ví dụ như tỉnh Hồ Bắc tiếp giáp với thủ đô Bắc Kinh, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Cho đến nay, chính phủ Trung ương đã báo cáo có hàng chục ca nhiễm mới mỗi ngày. Chúng ta nên hiểu rằng có một luật lệ bất thành văn trong hệ thống quản lý của Trung Cộng là chỉ được báo cáo tin tốt, không được báo tin xấu. Đối với đại dịch, có quy định rằng bất kỳ địa phương nào xuất hiện ca lây nhiễm, cán bộ địa phương đó sẽ bị cách chức ngay lập tức. Do đó, cán bộ địa phương sẽ tìm mọi cách che giấu và không báo cáo cho đến khi họ không thể che đậy được nữa. Thậm chí, với hàng chục ca nhiễm được báo cáo công khai, người dân đã tiết lộ cuộc sống khắc nghiệt khi bị phong tỏa. Các buổi hội họp, sự kiện lớn, du lịch trong ngoài nước đều bị cấm, hàng quán phải đóng cửa, nhiều nơi trong thành phố. Người dân không thể ra khỏi nhà, toàn bộ phương tiện giao thông công cộng, dịch vụ taxi đều bị đình chỉ. Làm sao chính phủ phải áp đặt các biện pháp nghiêm ngặt như vậy nếu chỉ có vài chục ca nhiễm mỗi ngày? Tại thành phố Nam Cung, chỉ 15 ca nhiễm được thông báo, nhưng thành phố lại có tới 334 nhân viên y tế đang chăm sóc các bệnh nhân nhiễm bệnh. Vào tối ngày 11 tháng 1, một người dân đang xếp hàng chờ xét nghiệm đã đột nhiên ngất xỉu tại điểm xét nghiệm acid nucleic ở thành phố Hồ Bắc. Điểm xét nghiệm này chỉ cách Bắc Kinh 30 km. Đại dịch ở địa phương đang rất nghiêm trọng. Tỉnh Hồ Bắc đã bị đóng cửa hoàn toàn, không ai được phép tùy ý ra vào. Việc một người trông rất bình thường đột nhiên ngã gục đã được chứng kiến ở Trung Quốc và Iran trong thời kỳ cao điểm của dịch bệnh vào năm ngoái.
Hiện tại, 4 nhà lập pháp Hoa Kỳ đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau phiên họp chung. Dân biểu Hoa Kỳ Pramila Jayapal, một đảng viên đảng Dân Chủ, thông báo vào ngày 11 tháng 11 rằng bà đã xét nghiệm dương tính với virus Trung Cộng sau khi tham gia vào phiên họp chung ngày 6 tháng 1. Bà trở thành thành viên Quốc hội thứ tư được xác nhận nhiễm virus sau phiên họp chung. Dân biểu Jacob Letourneur, người mới tuyên thệ nhậm chức vào Quốc hội, cũng là người đầu tiên dương tính với virus Trung Cộng sau khi tham gia phiên họp chung. Ông chỉ dành vài giờ ở thủ đô trước khi có kết quả dương tính. Sau đó là dân biểu Chuck Fleshman và dân biểu Bonnie Watson Coleman được chuẩn đoán nhiễm bệnh trong vài ngày gần đây. Tôi thực tâm mong rằng những người tốt có thể vượt qua khoảng thời gian khủng hoảng này. Vâng, đây là bản tin của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy đăng ký để nhận những bản tin mới. Và nếu quý vị yêu thích nội dung này, đừng quên đăng ký và nhấn like. Cảm ơn quý vị đã đón xem Trang Nhất. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo.